Hyundai Santa Fe 2024 hoàn toàn mới sắp mở bán ở Đông Nam Á, bớt màu, không có tùy chọn hybrid, giá khởi điểm quy đổi trên tỷ, dễ cao hơn nữa khi về Việt Nam. Việc Hyundai Santa Fe 2024 xuất hiện đầu tiên ở Philippines không ngạc nhiên, bởi thông tin này đã được Hyundai Philippines hé mở hồi cuối năm ngoái. Lần này, Hyundai Philippines tiết lộ giá bán, cũng như thông tin chi tiết hơn những tính năng trang bị mà người mua Đông Nam Á có thể được nhận từ mẫu xe mới. Ở Philippines, Hyundai Santa Fe 2024 được phân phối với 3 phiên bản, GLS 2WD, GLS AWD và Calligraphy. Tất cả đều có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Giá bán dao động từ 2 triệu 410.000 đến 3 triệu 100.000 peso, tương đương từ 1,07 đến 1,37 tỷ đồng, cao hơn so với thị trường Mỹ, quy đổi từ 869,6 triệu đồng đến 1,23 tỷ đồng. Giá bán này cũng đã xuất hiện trên website của Hyundai Philippines. Khả năng mẫu mới này về Việt Nam là rất cao, vì đây là một trong những xe chủ lực của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhưng giá bán ở Việt Nam khả năng sẽ cao hơn giá bán ở Philippines. Hiện tại, giá niêm yết Hyundai Santa Fe đang bán ở Việt Nam nằm trong khoảng 1,029 tỷ đến 1,369 tỷ đồng, tương đương giá bán Santa Fe mới ở Philippines. Do Santa Fe 2024 ở các nước đều có giá cao hơn đời trước, nên có thể dự đoán mẫu xe này ở Việt Nam cũng sẽ theo hướng tương tự. Từ bảng trên có thể thấy, hai bản GLS chỉ có một tùy chọn màu nội thất là đen, bản Calligraphy có hai tùy chọn là đen Black In và xanh Forest Green, In Đen. Với ngoại thất, hai bản GLS chỉ có 3 tùy chọn màu, trong khi bản Calligraphy có 6. Như vậy, Hyundai Santa Fe 2024 bán ở Đông Nam Á đã bị cắt bớt tùy chọn màu sắc. Trên thị trường toàn cầu, xe có 10 tùy chọn màu, ở Mỹ là 11. Số màu nội thất cũng bị cắt giảm, từ 5 trên toàn cầu chỉ còn 3. Với diện mạo hoàn toàn mới từ trong ra ngoài, Hyundai Santa Fe 2024 sở hữu thiết kế gây tranh cãi. Vuông vức và góc cạnh hơn, mẫu xe này có vẻ ngoài dễ gợi nhớ đến Land Rover Defender. Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới có kích thước 4830, 1900, 1770mm. So với thế hệ trước, bộ khung này dài hơn 45mm, cao hơn 35mm còn chiều rộng giữ nguyên. Chiều dài cơ sở 2815mm và khoảng sáng gầm xe là 177mm. Cabin Hyundai Santa Fe 2024 trông cao cấp hơn với trải nghiệm được gọi là Plus Alpha. Đó là thiết kế hướng tới cuộc sống trong nhà ngoài trời kết hợp, thể hiện qua cabin công nghệ cao cùng khả năng chở nhiều hàng hóa một cách dễ dàng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn cảm ứng trung tâm được kết hợp là một đằng sau khung kính cong duy nhất tạo thành màn hình khổng lồ tại táp lô. Santa Fe 2024 là một trong những sản phẩm đầu tiên của Hyundai sử dụng phần mềm thông tin giải trí mới nhất. Hệ thống này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto kết nối Bluetooth, nhận dạng giọng nói thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra còn có chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, máy quét nhận dạng vân tay, khay UVC để khử trùng các vật dụng như thiết bị di động, điều hòa tự động hai vùng, đế sạc không dây, bản cao nhất có hai đế, tựa tay trung tâm cho hành khách phía trước và phía sau, ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí cho người lái. Tất cả các biến thể đều được bọc da, bản Calligraphy bọc da Napa sang trọng hơn. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60-40 trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập 50-50. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Santa Fe được trang bị 6 cổng sạc, 12 hộp đựng cốc và 4 hộp đựng chai nước. Dưới mui xe, Hyundai Santa Fe 2024 có hai lựa chọn động cơ. Cung cấp sức mạnh cho các biến thể GLS 2WD và AWD là động cơ xăng Smart Stream 2.5 lít thẳng hàng, tạo ra công suất 194 mã lực cùng với mô men xoắn cực đại 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, Calligraphy AWD cao cấp nhất được trang bị động cơ 4 xi lanh Smart Stream tăng áp 2.5 lít mạnh mẽ hơn, với công suất 281 mã lực và mô men xoắn 422 Nm. Bản này sử dụng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp. Như vậy, Hyundai Santa Fe 2024 ở Đông Nam Á không có tùy chọn động cơ hybrid tăng áp 1.6 lít và plug-in hybrid tăng áp 1.6 lít tương tự thị trường Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Tất cả các biến thể của Hyundai Santa Fe 2024 đều được trang bị giảm chấn hiệu suất cao, nhưng Calligraphy có hệ thống treo tự cân bằng tăng cường sự thoải mái. Các phiên bản GLS đi kèm la răng hợp kim 20 inch bọc trong lốp 225-45 trong khi Calligraphy có la răng hợp kim 21 inch lớn hơn. Tất cả các mẫu xe Santa Fe 2024 đều được trang bị hỗ trợ lái xe thông minh Smart Sense, gồm kiểm soát hành trình thông minh, tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn, giữ làn,
giám sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với xe đi ngược chiều, cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe, hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo người ngồi phía sau và một màn hình quan sát xung quanh. Các tính năng an toàn khác có kiểm soát ổn định điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, giám sát áp suất lốp, neo ghế trẻ em và một loạt túi khí người lái, hành khách, bên hông và rèm.